Hello Vân Huỳnh. Hello chị Vân Lan nha. Rồi bữa nay trưa nay em sẽ xả hàng lẻ sao cho mấy chị đồng giá 29.000 luôn nha. Chia sẻ like giùm em, ngày hôm nay chị nào có hiện logo người chia sẻ em sẽ ưu tiên chốt đơn nha. Đồng giá 29.000 áp dụng cho khách có hiển thị logo người chia sẻ nha. Bữa trưa này là lên nhanh like chừng tầm like tầm 1 tiếng thôi mấy chị ha. Rồi buổi tối này em sẽ bắt đầu em lên hàng thiết kế nè, rồi có hàng size đại, size cò bé trai luôn, đến tầm khoảng 55kg luôn á. Là mấy chị chọn buổi trưa này xong rồi đến tối mấy chị săn hàng dồn đơn tiếp luôn, rồi em sẽ ngày mai em sẽ lên đơn ship luôn nha. Nên là mình sẽ dồn nguyên cả ngày hôm nay luôn, từ trưa nè, buổi trưa này với lại là buổi tối nha. Chia sẻ like giùm em nè. Tri ân 29.000 áp dụng cho khách nào có hiển thị logo người chia sẻ luôn nha. Nay chủ yếu là size nhí thôi mấy chị ha. Chủ yếu là size nhí thôi, tầm độ khoảng đến 20-25kg quay đầu giùm em là nhiều. Còn size đại cũng có luôn nhưng mà ít. Tối này sẽ lên size đại nhiều hơn nha. Hello Trinh Bi nè, hello Vũ Thị Hằng Nga nè. Đồng giá 29.000 luôn. Đó, gọi là siêu rẻ luôn. Hàng bình thường bán 39, 49, 59. Bữa nay vẫn là sale đồng giá 29.000 luôn nha. Chị nào mà nhanh tay thì mình săn được gọi là hàng vừa rẻ vừa đẹp luôn. Nhanh tay thì mình sẽ săn được hàng rẻ hàng đẹp ha. Rồi chấm bài chia sẻ like lên giùm em nè. Trưa này like nhanh 1 tiếng thôi nha mấy chị nha. Nên là 1 tiếng này mấy chị cố gắng săn thiệt là nhiều hàng giá 29.000 về cho bé mặc thoải mái luôn. Mùa này mùa mưa nhiều lắm rồi. Mùa mưa nên là nhớ nhận được hàng em đặt toàn. Sao mà lại có một cái áo lẻ, cái màu vàng hay là cái màu xanh gì, có một cái áo lẻ mà đúng không? Vương Hà có một cái áo lẻ mà. Em nhớ Vương Hà có một cái áo lẻ mà. Khổ vậy, có gì chụp hình cho em xem nha. Có gì chụp hình cho em xem rồi em kiểm tra thử coi cái đó là bộ hay là áo nha chị Vương Hà nha. Còn mà đơn mà đã tính tiền hết luôn nhưng mà giao thiếu hay là như thế nào thì mấy chị nhắn tin giùm em ha. Để em xử lý đơn cho mình nha. Rồi bộ này hàng bo rip nè. Hàng bo lấy hàng hả? Bữa nay thứ mấy à? Bữa nay thứ mấy à? Rồi cho bao nhiêu đi, bao trước bao nhiêu đi, còn kia mai lên đơn cũng được. Đúng rồi, áo lẻ màu vàng còn một bộ luôn nữa khác đúng không? Em nhớ có một cái áo lẻ màu vàng 29.000 mà. Rồi, lên nhanh luôn nha. Để danh nó đấy đi. Em ấy đi. Rồi, bộ gấu hàng bo rip này còn sót một bộ nè. Size này 13-15kg vừa nha. 13-15kg nha, bo rip mấy chị nha, 29.000 mà thôi rồi. Vậy hả? Bữa chị chốt áo đó, chắc chị không nhìn kỹ đó, chốt áo đó, bữa tối ngày hôm qua hôm kia em lên mà. Rồi lên em mã số 5 luôn nha. 13-15kg vừa nè, mã số 5 nha, bộ bo rip. Lên em số 5 kèm theo số 5 29.000. Rồi, bé trai này 11-13kg nè. 11-13kg vừa nha, size số 4. 11-13kg nè, size số 4, lên em mã số 4 luôn, 29.000. Mã 4 29.000 nè. Em ưu tiên chốt đơn cho chị nào có hiển thị logo người chia sẻ nha. Số 5 cho Trinh Bi nè. Trinh Bi 29.000 nè. Rồi số 4 nè. Số 4. Số 4 nha, 11 đến 13kg. Số 4 29.000 nè. 7 đến 9kg vừa mã này nha. 7 đến 9kg vừa nè. Bo rip này là mấy chị khỏi chê rồi. Mấy bà khách quen nhà em là thấy bo rip là ghiền lắm. Số 4 cho Vũ Thị Hằng Nga. Vũ Thị Hằng Nga nè. Rồi số 3 nha, cái này tầm 7 đến 9 kg vừa nè. 7 đến 9 kg vừa, hàng bo rip xịn luôn. Mềm mịn mà chất lắm. Rồi lấy số 3 lên số 3. Số 3 29.000. Mã này 8 cho đến là 13 14 kg vừa luôn nè. 8 đến 14 kg nè, bộ ngố bé gái nè. Rồi baby doll luôn. 8 đến 14 kg vừa. 29.000. Lên giùm em tím kèm theo số ký nha. Mã này mã tím kèm theo số ký mấy chị. Hàng Gimbori luôn nè. Gimbori luôn, tím kèm theo số ký giùm em. Rồi số 3 cho Úc Ngô Thị nè. Úc Ngô Thị tím kèm ký 29.000 nha. Ưu tiên chốt đơn cho chị nào có hiển thị logo người chia sẻ ha. Rồi tím. Tím 29. Tím kèm size 29.000 nè. Bộ nhện số 4 nè. Kêu không mang bao nữa. Hỏi còn bao không?
Gửi đồ chị Yến coi rồi á, Yến coi gửi rồi. Rồi nè, chốt chị đi. Nè nè nè, để lát nữa có gì ấy. Tím cho Như Quỳnh nè. Như Quỳnh. Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn. Ok. Hằng Nguyễn nè, Vũ Thị Hằng Nga nè. Ok nhà anh có rồi nè, set váy nha. Set váy này size số 4 luôn, 11 13 kg vừa nè. 11 13 kg. 29.000, chị lấy lên em mã dây. Mã dây nha, dây dây 19.000 nè. Rồi 14 đến 16 kg vừa. Để đồ chuyển coi chưa? Đi rồi chị. 14 đến 16 kg nha, ship rẻ lắm mấy chị ơi. Ship rẻ lắm, mua một bộ đồ là đã tiết kiệm được 15 20.000 rồi. Là bù qua tiền ship rồi mà mình đâu mua một bộ đúng không? Mình mua tới rất là nhiều bộ luôn. 14 16 kg nha. Bữa nay em xả 29.000. Rồi đỏ 5. Đỏ 5 nè, đỏ 5 29.000. Dây cho bé Min. Dây cho bé Min nè. Rồi 8 đến 9 kg nè. 8 kg 9 kg nha. À, thỏ. Váy này váy sơ sinh chuyên dòng bán trong con cưng mấy chị nha. Thỏ 29 luôn. Thỏ 29, Như Quỳnh có bộ tím rồi. Thỏ 29 nè. Rồi mã này lên em là mã 5, mã khác luôn nha, mã khác đi, size số 5. 14 đến 16 nè. 14 đến 16 kg vừa. Chị nào lấy khác lên khác. Đỏ khác nha. Đỏ khác 29.000. Đỏ khác 29. 14 15 kg luôn. 14 15 kg nè, mã nhện 5 nha, nhện 5. Chị nào lấy nhện 5 lên nhện 5 nè. 29.000. Nhện 5 29.000 giùm em. Nhện 5 29. Rồi 3D nè. 3D này bán 29.000 là lỗ te tua nè. Size số 7 nha, 18 20 kg vừa. Rồi lên em mã số 7 luôn, 29.000. Mã 7 29.000 nè. Bộ này nhập vô là ba mấy ngàn rồi mấy chị. Mã 7 nha. Mã 7 29.000. Rồi mã vàng 5 luôn. Vàng 5 này 14 15 kg nè. Vàng 5 3D này là hàng 3D loại 1 luôn á, không phải hàng 3D chợ đâu. 3D của mình Kia Kit luôn. Vàng 5 nha, 14 15 kg. 29.000. Chị lấy vàng 5 lên vàng 5 giùm em nè. Vàng 5 29. Vàng 5 kèm size nha, 29. Vàng 5 nè. Vàng 5 cho không? Nguyễn Lan Anh. Rồi biển 4 nè. Biển 4 nha, 11 13 kg. Sao không thấy chốt? Cô tiên sao không thấy chốt đơn? Bỏ hàng chốt đơn chưa? Bỏ hàng chốt đơn rồi mà chị. Bỏ hàng đơn ngày hôm qua 900 mấy gì phải không? Gần triệu phải không? Em chốt rồi mà. 11 13 kg nè. Biển 4 nè. Biển 4 cho Vũ Thị Hằng Nga. Biển 4 em hết rồi, Tiết Nhi mạng chậm vậy. 10 12 kg. 10 12 kg nè. Đỏ khác cho Vương Hà. Đỏ khác cho Vương Hà nè. 29.000. 10 12 kg vừa nha. Mã heo luôn. Lấy heo lên heo giùm em nè. Heo 29.000. Heo 29. 10 12. Heo 29 nè. Rồi, số 8 nha, 20 22 kg vừa nè. Số 8 20 22 kg. Lên em là số 8 luôn mấy chị. 29.000, bữa nay bán 29.000. Rồi con gái kinh. Ồ, hai thằng con trai luôn. Số 4 này 11 13 kg vừa nè, mã cam 4 luôn. Cam 4 nha, 29.000. Chị lấy cam 4 lên cam 4, đơn của Như Quỳnh đi chưa? Chưa. Chưa Như Quỳnh ơi. Số 8 chị Thu Ba Trần nè. Thu Ba Trần. Cam 4 nha. Bộ ngố nè. Heo là mã heo đó. Heo là mã heo đó. Heo là mã heo. Số 8 em hết rồi chị Vương Mỹ Hạnh. Số 8 hết rồi mấy chị. Số 8 đó là 20 22 kg hết rồi. Heo chị Hằng Nguyễn nè. Hằng Nguyễn. Đơn của Như Nhi đi chưa? Chốt rồi. Chiều đây đi đó, lát nữa đi đó, đang trên đường đang lên xe rồi. Rồi cam 4 nha, cam 4 29 nè. Chị lấy cam 4 lên cam 4. Trời bộ 3D size số 7 mấy chị. Bộ 3D Doraemon nè, số 7 nha, 29.000. Cam như Nguyễn Hoàng Hải. Nguyễn Hoàng Hải. 29. Số 7 nha, số 7 nè, Doraemon số 7.
Doraemon số 7 mấy chị 29.000, bên em xả hết ha. Trưa nay xả hàng 29.000 hết luôn. Rồi 8 kg đến 10 kg vừa nè, xám 3. Xám 3 nha, 8 đến 10 kg. Nhà em ít rất là ít số 1, số 2 mấy chị. Nói chung là số 3 thì nhiều nha. 3D cho Trinh Bi này, đúng rồi đó, bộ đó bán lỗ rồi đó, Trinh Bi phải hốt liền. Số 7 em hết rồi chị. Rồi xám 3, lên em xám 3. Ui, bộ này dễ thương vậy. Mon 12 kg không vừa chị. Hả? 29 hết em. 13-15 kg nè, dây 5. Quá dễ thương luôn. Dây 5 nha, mùa này không có lạnh lắm đâu mấy chị. Mùa này còn đang rất là nóng luôn, ban ngày đang rất là nóng luôn nha. Dây 5 nè. Dây 5 29 nè. Dây 5 giùm em 29 nè. Trời ơi, tri ân mã này nè. Hàng Quảng Châu nè, hàng Quảng Châu nha, có tông tàu đó. 11-13 kg vừa nè, 29.000. Lên em là mã xanh biển nha, xanh biển 29.000 nè. Dây 5 nha, cho Vương Hà. Số 5 là 14-15 kg. Còn bé Minh là phải số 2, số 3. Rồi nha, biển xanh biển mấy chị 29.000, bộ này bán 29.000. Dây 5 em hết rồi. Xanh biển 29 nè. Xanh biển kèm size 29. Xanh biển 29.000, dây 5 hết dây 5 rồi mấy chị. Em hết dây 5 rồi. 8 đến 10 kg nè. Hàng cốt tông tàu luôn 29.000. Lên em caro 29.000. Caro 29 nha. Size 8 đến 10 kg vừa. Mã caro 29.000. Bộ này hàng đắt tiền lắm. Caro 29. Có bộ quần dài 12 kg, có luôn chị. Đây 8 đến 10 kg nè, mã nhện 3 luôn, nhện 3 29.000. Nhện 3 nè 29 nha. Size 8 đến 10 kg vừa nè. Caro cho bé Min nè. Bé Min nhện 3. Rồi, đơn cuối tuần đi luôn. Bữa nay thứ năm đúng không? Ok Như Quỳnh. 10-12 kg nè. Bơ luôn, giờ lấy bơ lên bơ. Xanh đó 11-13. Xanh 11-13. Nhện 3 cho Nguyễn Lan Anh. Nhện 3 là 8 đến 10 kg nha Nguyễn Lan Anh nha. Rồi 11-13 kg vừa nè. Bơ 4. Giờ mà mua không có nhét. À giờ mua nhét vô đi. Giờ mà mua thì ngày mai đi. Giữ đơn lại ngày mai đi. Xanh Quảng Châu 11-13 kg. 11-13 kg nha, Vũ Thành Nga nha. 11-13 kg luôn bơ nè. Ok nè. Vũ Thị Hằng Nga nè. Bơ mấy chị, bơ nha. 29.000 hết em. Nào khác giá chị báo. Bơ cho Thu Ba Trần nè. Bơ cho Thu Ba Trần. Rồi, chị nào săn được mã này thì săn nè. 8 kg, 9 kg vừa. Bộ này Quảng Châu luôn 29.000. Lên em mã số 1. Mã 1 29.000 nha. Quảng Châu mấy chị, lấy mã 1 lên mã 1 nè. Mã 1 29.000. Một kèm size luôn 29 nè. Rồi này còn 8 cho đến là 13 kg. Lên giùm em là tím kèm theo số ký nha. Quần ngố nè. Quần ngố 8 đến 13 kg vừa nè. Mã tím kèm theo số ký luôn. Mã 1 cho Yến coi 29.000. 8 đến 13 kg nha. Chị nào lấy tím lên tím kèm ký. Tím kèm ký 29.000. Tím kèm theo số ký. Mã 1 hết mã 1 rồi, qua mã tím giùm em. Rồi, mã 1 hết rồi. 8 đến 10 kg vừa luôn, size số 3 mà phơm to lắm. Tím cho Bảo Hân Nguyễn. Bảo Hân Nguyễn, giờ này Bảo Hân cưng bác còn hỏi mấy giờ like nữa, khổ thân bác chưa. 9 đến 11 kg đi, mã này 9 đến 11 kg nha. Cam luôn. Cam 3 nè. Cam 3 29.000. Cam 3 29. Mã cam 3 nha. 29.000. 18 20 kg vừa nè, set váy bé gái. 18-20 nha, mã lá 7. Có quần bên trong luôn. Lá 7 mấy chị, lá 7 29.000. Lá 7 29 nè. Rồi bữa nay size nhỏ nhỏ mấy chị, size nhỏ thích nha. Có đồ 30 kg, 30 kg tối nay nha tình yêu nha. Tối nay nha, trưa nay mấy bộ rồi chị. Chắc được 6 bộ rồi quá, 5-6 bộ gì rồi. Lá 7 mấy chị, lấy lá 7 lên lá 7 nè. Ừ, bộ thằng Nga. Lá 7 29.000 nha, chị nào chia sẻ like rồi thì em chốt nha. Đây có hai bộ size to nè. Chị mua đi rồi tối nay ra dồn đơn. Size này 25 đến 30 kg vừa. 25 đến 30 nha, mã đỏ kèm theo số ký luôn. Bé trai bé gái đều bận được. Đỏ kèm theo số ký giùm em.
25 đến 30 kg vừa nha. Chị Hình Phi chị chốt chắc nha, Hình Phi chốt chắc nha, không xả sao lai mấy chị nha. Chứ đừng có chốt xong rồi cái sao lai là chị mã này không thích mã kia thích giùm em nha. Hình Phi em. Rồi 25 đến 30 kg vừa. Đỏ kèm theo số ký luôn 29 ngàn. Đỏ kèm ký nè. Hai bộ size đại mấy chị. Đỏ kèm ký 29 luôn. Mã đỏ 29 ngàn nè. Đỏ 29. Rồi 8 đến 10 kg. 8 đến 10 kg nè. Nào lấy cột lên cột đi, cột nè 29 ngàn. Cột 29 ngàn. Trời, chị nào mua được giá sỉ 29 ngàn là em đảm bảo là hả? Em nghĩ bán hàng luôn, nói thiệt sự. Những cái mẫu này mà chị nào mua được sỉ 29 ngàn, sỉ em nhập vô là 31 ngàn rồi. Nên là không thể nào mà có ai mà bán được giá lẻ với giá là 29 ngàn hết. Chỉ có một mình nhà em là bán với giá 29 ngàn thôi. Tại vì mình đã lời đầu rồi. Còn những cái hàng lẻ size này là mình phải xả để thu hồi vốn thôi mấy chị. Nên là ngày hôm nay chị nào mà săn được là như là sỉ, rẻ hơn giá sỉ luôn á. Rồi lên em làm mã cột nha. Cột đó là 8kg, 8kg, 9kg vừa. Cam, cam size số 8, 20, 22kg vừa. Rồi lấy cam 8 lên cam 8. Sỉ như bình thường mấy chị thấy bộ 30kg đó số 12, số 11 với số 12. Bình thường mấy chị thấy khách sỉ nhà em chốt đó, em vẫn chốt với giá 29 ngàn, có mẫu chốt 31 ngàn. Còn không bao giờ có giá lẻ 29 ngàn, lâu lâu xả hàng lẻ sai mới có giá 29 ngàn thôi. Không hay không biết luôn, đang like mà thấy còn nhắn tin hỏi cam 8 này là size 20-22kg nha, chị Yến coi nha. Yến coi nè, đang like thấy nhắn tin hỏi có like hay không chứ. Rồi biển 3 luôn, biển 3 nha, size 8-10kg nè. Biển size số 3, chị lấy biển 3, 29 ngàn. Biển 3, 29. Rồi mã này 8kg cho đến là, mã này em có 8kg cho đến là 17kg nè. 8-17kg, lên dùm em là mã hu kèm size nha. Hu kèm size luôn 29 ngàn. Hàng bo rip xuất xịn luôn, mềm, mịn, mát, co giãn, rất dễ mặc luôn. Hàng của Gimbori luôn mấy chị nha. Bo rip mà hàng của Gimbori nữa. Rồi lên dùm em là mã ngựa, mã hu gì đó, 29 ngàn nè. 29 ngàn, 29 ngàn kèm theo số ký dùm em. Rồi hu 13, 29 ngàn nha. Hu 13 cho hồng thấm nè. Hồng thấm là 29 ngàn nè. Đến 20kg luôn. Kim Nguyên 29. Đơn của Kim Nguyên Lê Hoàng đi chưa em? Đi rồi chị. Đi rồi nè. Đơn ship quá rẻ luôn nè. Ship gọi là siêu rẻ. Chị cơ lại mã tay dài đầu lai. Tay dài đầu lai chứ, em chưa lai mà. Hu đó con gái thôi. Hu này con gái thôi. Có bé 15kg rất là nhiều luôn. 15kg nhiều lắm. Đây mẫu này con gái 15kg mặc vừa nè. Chị nào lấy hu lên hu nha. Bé 15kg. Rồi 15-17kg. Bộ ngố bé gái hàng xịn sò. 15-17kg vừa. Lên dùm em là số 6 nha. Số 6 mấy chị 29 ngàn hết. 29 ngàn mã nào khác giá, khác giá em sẽ báo nha. 29 ngàn nè. Rồi số 6 29. Rồi áo còn 2 cái nè. Áo sáng nách này còn 15-20kg vừa nha. Áo này là hàng Quảng Châu luôn. Có tông tàu nè. Đồ dài còn luôn. Đồ dài còn. Mà trưa nay chủ yếu xả hàng lẻ size 29 ngàn. 29 ngàn đồ dài đợi em một xíu nha. Số 6 chị Ni Nguyễn Thùy nè. Ni Nguyễn Thùy. Vậy hả, tại mới bấm vô thấy bèo. Rồi áo đen nè. Hàng có tông tàu luôn nha. 19 ngàn. 19 ngàn dùm em. Chị lấy 19 lên em. 19. 19 kèm ký nè. 19. 19 là 15-20kg vừa. Rồi gấu này 11-13kg. Gấu nha, 11-13kg vừa nè. Trai gái đều bận được. Gấu gấu 29 ngàn. Chị là lấy gấu lên gấu nè. Gấu 29. 20-22kg vừa nè. Áo 17 cho Trinh Bi nè. Trinh Bi 19 ngàn. Kim Nguyên. Kim Nguyên nè 19 ngàn. Rồi Hằng Nguyễn 19 ngàn. Rồi số 8 chị 20-22kg vừa nè. À 29 nè. 20-22kg nha. Số 8. Số 8 29 ngàn nè. Mã 8 29 nè. Lấy số 8 lên số 8. 8kg đến 10kg vừa. Lên dùm em là mã thỏ luôn nha. 8kg 9kg thôi. Thỏ. Chị lấy thỏ lên thỏ nè. Thỏ 29 nè. Mã thỏ 29 ngàn.
thỏ kèm size nha, 29. Bả ly lẻ size. Mua hết rồi đó. Mua hết rồi hả? 18-20kg nè. Rồi lên dùm em là số 7 luôn, số 7 29 ngàn nha. Số 7 29 ngàn, 18-20kg vừa nè. Bữa nay xả lẻ size banh nóc luôn. Trời ơi, đang rất là nóng nực luôn rồi nè. Dây nha, dây này 8-10kg vừa luôn. Dây này 29 ngàn. Chị nào lấy dây lên dây. Dây 29, size 8-10kg nè. Mã dây dùm em 29 ngàn. Số 7 là phải 18kg mới vừa. Số 7 là 18kg nha chị nha. Số 7 cho Kim Nguyên nè. Kim Nguyên 29 ngàn. Rồi một bộ 10-12kg vừa nè. 10-12, số 7 em hết rồi. 10-12kg nha. Rồi hồng luôn, hồng 29 ngàn, hàng của Minky nè. Hàng của Minky lên dùm em là hồng 29 ngàn. Hồng kèm size 29 nè. Dây này là 17kg cho đến là 22kg. Dây kèm theo số ký dùm em. Dây này là hàng Quảng Châu luôn nha. 17 đến á. Hồng 10-12 thôi. Hồng 10-12 thôi. Số 7 em hết rồi. Dây này Quảng Châu luôn mấy chị, 29 ngàn. Hồng không có 14kg. Hồng không có 14kg nha. Rồi dây kèm theo số ký. 16kg cho đến là 22 nè. 16 đến 22kg vừa. Lấy mã dây lên dây. Hồng này có 8kg, 8 đến 12kg vừa nha. Áo mẹ. Dạ không chị. Dạ không. Có một cái áo mẹ thôi nè. Có cái áo mẹ giống như bình thường em hay mặc đó. Đây nè, tím nha, chị nào lấy tím lên tím nè. Tím 49.000, tím mẹ 49.000 nha. Tím mẹ 49.000 có một cái. Một cái duy nhất. Lên tím mẹ 49. Này lẻ size nhiều nha, 14 đến 16kg vừa nè. Heo 5 luôn, heo 5 nha, 29.000. Mã heo size số 5. Chị nào lấy heo lên heo nè. Heo 29 nè. Mã heo 29. Rồi đỏ 5 nha, đỏ 5. 14-15kg vừa. Đỏ 5 nè, 29.000. Quần Alibaba. Giờ lấy đỏ 5 lên đỏ 5 nè. Heo 14 cho hồng thấm nè. Hồng thấm. Đỏ 5 dùm em 29.000. 14-15kg vừa nè. Lên mã đỏ 5 29. Đỏ 5 29k. Đỏ 5 kèm size nha. Đỏ 5 cho Yên Phan nè. Yên Phan 29.000. Bộ dài còn mẫu này size 8, size bộ dài còn sót một mấy bộ mấy chị ơi. Bộ dài còn 14kg cho đến là 22kg nha. 39.000 nè. Chị nào lấy dài lên dài. Dài này là 15kg cho lên. 15 đến 22kg vừa. 15 đến 22kg nha, 39.000 nè. Trời ơi, bộ dài hồi tối bán xuống luôn. 39.000. Size 15 cho đến là 22kg vừa. Lấy dài lên dài nha. Dài nè. Dài 39.000. Dài 39 kèm size giùm em. Dài 22 cho Đặng Thanh nè. Dài cho Đặng Thanh nè. 39.000. Bự quá à. Để em coi còn một còn nhỏ không. Hết nhỏ rồi. Dài 39.000. Dài cho Hằng Nguyễn. 22 kiếm hết rồi. Hằng Nguyễn nè. 39. Đỏ 5 có rồi nè. Dài kèm theo số ký giùm em với Kim Nguyên ơi. Lên số ký giùm em. Mã dài kèm ký mấy chị. Dài kèm ký nha. 39 ngàn. Rồi mã này là mã Loan đi. Mã Loan nè. Loan này size 8 đến 16kg. 16kg cho Kim Nguyên. Kim Nguyên nè. 14kg không vừa. Rồi Loan nha. Loan này đang rất hot luôn. Đúng rồi, ok 20kg chị. Em còn một bộ size 17 đến 19kg. Còn một bộ 17-19kg nha. Loan size 8 đến 17kg nè. Cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi. Loan. Màu Loan này năm nay đang rất là thịnh hành rồi. Loan kèm theo số ký. Loan này của con gái luôn. 8 đến 17kg nha. Lấy Loan lên Loan nè. Bộ dài này chất đẹp kinh khủng mấy chị. Loan 39.000 giùm em. Mã Loan kèm size nè 39k. Lấy Loan lên Loan nha. 39.000. Mẫu dài Lan cho bé Minh nè. Bé Minh
Lan này con gái chị ơi, Lan này con gái. Lan 12, 13. 12, 13 cho Bảo Hân Nguyễn. Bảo Hân Nguyễn. Lan kèm size giùm em nè, 39.000. Mã dài mà hàng 39.000 là em chỉ còn bấy nhiêu đó là hết rồi á, không còn nữa đâu. Lan 39 nha. Dạ, em không có chốt cho chị. À, còn mấy bộ 29.000 nè, xả hết luôn. Còn mấy bộ 29.000 nè. 13 15 kg vừa nè, bộ ngố. Chị nào lấy lên em làm mã ngố đi, ngố tím nha. Ngố tím 29.000 luôn. Ngố tím 29 nè. 13 15 kg. Ngố tím 29. Này là của khách chọn một cái rồi đi ra đó. 14 đến 16 kg vừa nè. Siêu nhân. Siêu nhân nha, siêu nhân SN luôn. SN 29.000. Lên váy bé 15 kg rất là nhiều luôn. Ok nè, em lên mấy bộ nữa rồi em lên váy cho. À, ngố tím cho Vương Hà. Vương Hà 29.000. Trời ơi vải đẹp lắm luôn, 14 đến 16 kg vừa nha. 14 16 kg vừa. Chị nào lấy SN lên SN. SN 29.000. 14 đến 16 kg luôn. Mã số 5, mã tím 5 đi. Tím 5 nè, quần ngố nha. 14 đến 16 kg vừa. Mã tím 5. Áo khoác bé hả? Khoác bé chắc hết rồi đó. Còn một vài cái nhỏ xí xí thôi à. Một vài cái ít thôi. Tím 5. Tím 5 cho Hân Cân nè. Hân Cân 29.000. Trên áo khoác còn một vài cái ít nữa chị. 9 đến 11 kg nha. 29.000. 29.000 lên em mã số 3 nè. Mã số 3 này 9 đến 11 kg vừa. Chị lấy số 3 lên số 3. Số 3 29.000 bộ Minky nha, siêu xịn. Số 3 29 nè. Số 3 kèm size 29. Size bé 22 ạ. 22 bữa nay ít lắm mấy chị, 22 tối nay nha. 14 đến 16 kg luôn. Rồi lên em làm mã giờ đấy. Số 5, tím 5 em hết rồi. 14 đến 16 kg nè. 29.000 nha. Lên giùm em mã 1 đi, mã 1. Hai bộ số 3. Có một bộ số 3 thôi. Có bộ số 3 chị có lấy không? Ủa số 3 cho Hằng Nguyễn trước rồi nè. Số 3 cho Hằng Nguyễn nè, 29.000. Rồi lên em là mã số 1 nè, 29.000 luôn. Mã 1 29 nha. Đây bộ tay ngắn quần dài. Cái này xả hả? Diễm Chương xả hả? Sao? Mã 1. Mã 1 là gì ta? À, mã 1 nè. Mã 1 cho Sơn Diễm. Hết số 3 rồi. 22 kg tối nay mấy chị nha. 16 17 kg vừa nè, bộ này 35.000 giùm em. Hàng 49.000 size 35.000 tay ngắn quần dài nha. Ok ok, không biết để đâu chứ. 14 16 kg nè, size số 6. Bộ tay ngắn quần dài 35.000. Bên em là mã 6. Mã 6 nè, 35.000 nè. Tay ngắn quần dài mấy chị, tay ngắn quần dài 35.000 là lỗ. Lỗ chết luôn đó. Rồi số 7 này 18 20 kg vừa 35.000. Chị lấy cam 7 lên cam 7 nè. Cam 7 35.000. Cam 7 này form to lắm, 22 kg ok luôn. Cam 7 nha, 35.000. Lên giùm em cam 7. Tay ngắn quần dài mấy chị nha. Cam 7 nè, 35. Đó chị nào hỏi tay ngắn quần dài đó. 11 13 kg vừa nè. Mã số 4. Mã số 4 nè, 35.000. 11 13 kg nha. Chị lấy số 4 lên số 4 nè. Tay ngắn quần dài làm gì có giá 35.000 mấy chị. Đang là hàng 49.000, 59.000 không á. Em xả mẫu này luôn. Xả cho mấy chị set BBR này luôn nè. Size này là 8 kg. Tám cho đến là 18 kg. Số 4 cho mèo tủng này 35.000. 8 cho đến là 18 kg vừa nha.
49.000 nè. Sách BBR. Vậy lấy lên em là mã BBR kèm theo số ký giùm em. BBR 49.000 nha. Size 8 đến 18 kg vừa nè. Hàng bán 59.000, hôm nay xem chị 49.000 luôn. Trời ơi dễ thương quá. Quần váy, cái này là váy nha. Cái áo này không cũng đã 49.000 rồi. Size 8 đến 18 kg nè. Set váy BBR 49, BBR kèm size nha, 49.000. BBR 49 nè, chị Nguyễn Ngọc Nữ nè, 49.000. Mã BBR kèm ký mấy chị, 49.000 cái set này. Trời ơi. 8 đến 18 kg. Lên giùm em BBR kèm ký luôn nha. BBR nè, chị nào mà săn hàng thiết kế là nhìn phát là biết hàng này là giá trị thật của nó là bao nhiêu tiền liền. Mã BBR kèm ký giùm em là 49.000. Size 8 đến 18 kg vừa. BBR kèm theo số ký 49. Đơn chị đi chưa? Đơn chị Nguyễn Ngọc Nữ đi chưa? Đi rồi chị ơi. Lựa dồn đơn với lại tối nay đi. Dồn đơn tối nay đi, ship rẻ lắm mấy chị. Ship siêu rẻ luôn. Rồi 8 đến 15 kg nha. 8 đến 15 kg nè, váy nè. 49.000. Chị nào lấy lên em là váy kèm size luôn. Váy kèm size là 49.000. Trời ơi, chất này là chất chất đuổi giày luôn. Size 8 đến 15 kg nha. Lên váy 49 nè. Váy kèm theo số ký. Một cái váy 49.000 nha, có khuy ở phía sau luôn. Ok chị. Váy kèm size 49.000. 8 cho đến là 15 kg vừa nè. Mấy con váy mà giá này là quá rẻ. Rồi lên em là váy kèm size nha. Váy 49 nè. Lấy váy lên váy 49.000. Váy 49. Rồi vàng luôn, vàng này 8 cho đến là 17 kg. Vàng này 8 đến 17 kg vừa nè. Vàng 8 đến 17 kg vừa. 49.000 vàng, chị nào lấy vàng lên vàng nha. Vàng nè, không lên váy nữa thì em lên bộ tiếp ha. Vàng 49.000. Size 8 đến 17 kg. Vàng kèm size nha. Vàng kèm size nè, 49k. Lấy vàng lên vàng 49 nè. Bộ Minky này còn 2 bộ, mấy chị Minky bé trai còn 2 bộ. Minky còn 2 bộ nè, size 10 kg. Size 10 cho đến là 10 cho đến là 18 kg nè, Minky. Trời ơi chất xuất sắc luôn, 39.000. Đây em là mã MK kèm size luôn. MK kèm size nha, 39.000 nè. 8 cho đến là 18 kg vừa. Hàng Minky 39.000 chất thun lạnh. Mặc máy này vô là như không mặc vậy, mát rượi rượi luôn. Mã Minky kèm size nha, chị nào đang xem live chấm bài giùm em nha. Minky nè, 8 đến 18 kg. 8 đến 18 kg là 49.000, à 39.000. Minky 39. Rồi, bộ Minky trơn này xem chị 29.000 luôn. Minky cho Vũ Thị Hằng Nga. Vũ Thị Hằng Nga nè, 39.000. Size này 8 cho đến là 17 kg. 8 17 kg nè, 29.000. Trời ơi cái chất nè, 29.000. Lên hồng nha, chị nào lấy hồng lên hồng. Ok, Vũ Thị Hằng Nga nè. Lên mã hồng kèm size luôn. Hồng kèm size nè. Size 8 đến 17 kg vừa, 29.000. Hồng 17 cho Trinh Bi nè. Mã Minky siêu nhân chứ. Rồi lên em là mã hồng nha, hồng kèm size luôn. 29. Hồng 29k. Hồng cho hồng thấm nè. Cho nhóm một em. Ok. Hồng kèm theo số ký mấy chị, 29.000. Hồng 16 cho Kim Nguyên. Kim Nguyên 29.000. Minky 29.000. Hồng cho Thanh Trúc nè. Ok em. Ok em. Hồng 29 nha. Hồng 12 cho Hằng Nguyễn. Hồng cho nhiều quá. Rồi ok. Hồng rồi, chị nào lấy hồng nữa lên hồng em nha, 29.000. Rồi con váy. Hằng Nguyễn. Váy đây, size 8 đến 15 kg nè. 8 15 kg vừa. Trời ơi cổ tiểu thơ này, cái cổ sang chảnh chưa. 35.000. Rồi lấy lá lên lá giùm em 35.000 nè. Lá nha, 8 đến 15 kg, đến size số 5 đó. Mã lá kèm size.
kèm size nè, 35.000. Ở phía sau có sạc tia luôn ha, phía sau có sạc tia nè, size 8-15kg vừa, cái cổ tiểu thơ nè, sang chưa, lá nha, lá 35.000. Chị nào lấy lá lên lá. Có 35.000 cái váy thôi mấy chị, bằng tiền một bộ đồ bộ thôi rồi ha, bằng của một bộ đồ bộ thôi. Rồi lên lá 35 luôn, lá 35 nè. Lá kèm ký 35, có bộ size số 8 nè, 20-22kg vừa, 20-22kg nha. Rồi lên em là số 8 luôn, số 8 35.000, bộ ngố size to luôn, 20-22kg nha. Quần Alibaba, ở phía sau là có cột, cột eo lại, 20-22kg vừa, số 8, số 8 35.000. Rồi số 8 lên số 8 nè, số 8 kèm size luôn 35.000. Rồi. Mã này 8 đến 11 kg vừa nè. 8 đến 11 kg. Hàng này là hàng Quảng Châu nha, Quảng Châu nè, trai gái đều bận được luôn. Quảng Châu trai gái đều bận được mã này hết. Quảng Châu xem chị 35.000 luôn. Lên em làm mã chuột đi cho nó, lấy chuột lên chuột nè. 8 đến 11 kg vừa nha. Quảng Châu nè mấy chị. Hàng Quảng Châu này bình thường bán 49.000, không bao giờ có giá 35.000. 8-11kg vừa. Mua bộ đồ về nói đơn giản thôi, mày rồi cái vải vô là thấy hàng xịn sò liền ha. Lên chuột giùm em 35.000 nè. Má chuột kèm size nha, size 8-11kg. Chị nằm hít đang đơn giản mà chất xịn sò thì đừng có bỏ qua mấy mẫu này nè. Chuột 35.000. Rồi đây nè, sỉ còn ghi 31.000 nên mấy chị, sỉ 31.000 nữa nè. Này size 8-17kg, 29.000. Lên em là mã dây đi, chị nào lấy dây lên dây 29 nè. Dây 29.000 nha. Sỉ đã 31.000 rồi mà lẻ có 29.000 thôi. 8 đến 17kg vừa. 8 đến 17kg nha, chị nào lấy dây lên dây nè. Dây 29.000 kèm size, quần là kiểu như quần váy luôn. 29.000 giùm em. Mã dây kèm size 29.000, dây cho Linh Moon. Linh Moon 29.000. Dây kèm ký 29. Chị nào lấy dây nữa lên dây nha, 29.000 giùm em nè. Mã dây 29, dây ở Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn nè, 29 nè. Bé Minh nè, 29. Dây 29k. Trời ơi, cái bộ này em nói nó xuất sắc cực kỳ luôn. Size này là 8kg cho đến là 22kg vừa, 8-22kg nè. Dây hết, dây hết dây rồi. Ok Linh Moon. Chị Vân Lê mạng chậm quá rồi, Vân Lê mạng chậm quá, chốt không được gì hết luôn. Bộ hàng xuất nha. Trời ơi, cái áo này là phải 50-55.000 một áo. Áo này là xịn hơn áo hàng 39.000 luôn á. 29.000 hết dây rồi. Rồi lên em làm mã trắng, giờ nãy trắng lên trắng nè. 8-22kg nha. Bộ này trai gái đều bận được luôn. Chị nhìn cái chất của nó nè, áo chất nè, 29.000. Bé trắng kèm size mẹ em nha, chất đã kinh khủng luôn á. Chất này đẹp hơn những bộ hàng 39.000 nha mấy chị nha, chất đẹp hơn những hàng 39 rất là nhiều luôn. Trắng kèm ký nè, mấy cái đó để đi để khách ngày hôm qua bữa nay phải dồn thêm. Trắng này ghi trắng cho Yến coi nè, trắng cho Nguyễn Thư nè. Nguyễn Thư, trắng còn số 6, trắng còn số 6. Trắng cho Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Lan Anh. Trắng cho Đặng Thanh, 14kg hết rồi. Đặng Thanh. Còn trắng 78, còn trắng size 7 với size 9. Còn trắng size 7 với size 9 mấy chị. Trắng 7 với trắng 9 thôi. Trắng 7 với trắng 9 thôi. Kim Nguyên. Còn trắng chín nha, 22-24kg. Còn trắng chín thôi, chị nào lấy trắng chín lên trắng chín. Trắng 22-24kg là hết. Còn một bộ là hết rồi. Trắng 15 em hết luôn. Trắng 15 hết. Trắng chín
cái hông cân, hông cân 29 ngàn. Mã này 8 đến 20 kg vừa nè, bộ bé trai nha. 8 đến 20 kg bộ bé trai nè. Chị nào lấy lên em mã đát đi, đát 29 ngàn. Đát 29 ngàn kèm size luôn. Đát 29. Size 8 kg cho đến là 20 kg vừa nè. 8 đến 20 nha, hàng Gimbori. Lên mã đát kèm ký giùm em luôn. 29 ngàn. Mã đát 29 nè. 8 đến 20 kg mấy chị. Lấy đát lên đát 29k. Đát 29 ngàn nha. Đát cho Linh Moon nè, 29 ngàn. Đát 17 cho Trang Nguyên, Trang Nguyên là 29 ngàn. Còn đát 11 đến 13. Hết đát 8 rồi. Còn đát 11 đến 13. 20 22 kg vừa nha, bộ này 35 ngàn. Trời phơm to đùng mà. 20 22 kg là 35 ngàn bộ ngố. Lên em làm mã 35. Chị lấy 35 lên 35 nè. Bộ ngố xẻ nè, 35 ngàn. Lên giùm em mã 35. Dồn đơn Trang Nguyên còn em. Ok Trang Nguyên nè. Mã 35. Rồi hồng này còn 8 cho đến là 17 kg. Hồng sát nách 8 đến 17 kg nha. Đó, 29 ngàn. Chị lấy mèo lên mèo. Mèo 29 ngàn kèm size nè. 11 đến 17 kg vừa. 11 đến 17 kg. Mã mèo 29k nè. Chị nào lấy mèo lên mèo 29. Mèo kèm size 29 nha. Bên này có xẻ nữa nè. Bộ sát nách, bộ đùi sát nách nha. Mùa này, mùa này Covid rồi mấy chị, ở nhà thôi chứ không có đi đâu chơi nhiều đâu. Mua đồ bộ nhiều vô, trời mưa trời gió nữa. Mèo luôn, 11 đến 17 kg. Mèo cho Vương Hà. Vương Hà. Mèo 12 hết rồi, còn cái mèo 12 13 hết rồi. Còn mèo 15 17. Mèo còn một bộ 15 17 nè. Chị nào lấy mèo lên mèo. Mèo còn 15 17 thôi. Đồ dài bé trai 22 kg có luôn. Mà không biết còn không chứ không. Đây 8 đến 13 kg vừa nha. Đồ dài 39. Đồ dài 39 hết sạch luôn á. Hết sạch luôn. 8 đến 13 kg vừa nè. Thôi ráng mai đi chị về thêm cho. Rồi sen nha, chị nào lấy sen lên sen là 29 ngàn. 8 đến 13 kg nha, quần ngố. Quần ngố nè, rồi áo nè. Sen 29 ngàn giùm em. Sen kèm size 29. Mã sen, sen 29 ngàn. Sen kèm ký nha, 29 ngàn. Sen 13 cho Vương Hà. Vương Hà 29 ngàn. Rồi bộ chuột. Chuột này 8 đến 20 kg. Chuột này 8 đến 20 kg vừa nè. Sen 12 cho Hàng Nguyễn. Hàng Nguyễn 8 đến 20 kg vừa. 29 ngàn. 29 ngàn lên giùm em mã cam. Bộ này trai gái đều được mấy chị, bé trai mặc đẹp hơn. Trai gái đều được nhưng trai mặc đẹp hơn nè. 29 ngàn cam luôn. Lên cam kèm size giùm em nha. Cam kèm theo số ký là 29 ngàn. Lên mã cam 29. À cam chuột 29 ngàn. 29, 29 nè. 29 ngàn bộ đồ chất gọi là đẹp hơn hàng 39, 49 thôi mấy chị cứ yên tâm đi. Cam cho Nguyễn Lan Anh nè, 29 ngàn. Mã cam kèm size giùm em 29 luôn. Rồi 8 cho đến là 13 kg. Bộ thiết kế bé gái nè 35 ngàn. Lấy thiết kế lên thiết kế luôn nha. Thiết kế 35 ngàn kèm quần luôn. 8 đến 13 kg vừa. Đó. Vải đuổi xịn luôn mấy chị. Lên em TK kèm size luôn. TK kèm size nha. TK là 35 ngàn. Hẹn thiết kế mà 35 ngàn. Mã TK 35 nè. Vải đuổi xịn. Đuổi xịn mấy chị ơi. TK 35 nha. Rồi còn một bộ cam. Còn bộ cam 10-12 nè. Còn một
cá giống vậy luôn, nhưng mà màu cam gạch nè, 10-12 kg, 12-13 cho Nguyễn Bảo Hân, Bảo Hân Nguyễn, Bảo Hân Nguyễn 14 kg, 13 kg thôi, 13 kg thôi, 12 cho Hằng Nguyễn, Hằng Nguyễn 35, Nguyễn Hoàng Hải 35, còn một cái 13 kg quay đầu thôi mấy chị nha, 35 ngàn, lấy cam lên cam 35, cam kèm size 35k. Tới nhiều lắm luôn. Bé nhà em mới 11 mà mua đến tận 15. Thấy bé cũng nhỏ mà mua 15 kg luôn, chắc là để dành rồi. Có nhiều chị mua đồ mà con không kịp mặc luôn á. Để em lên thiết kế cho. Dài tay hả? Dài tay lát em lên luôn. Còn bao nhiêu em lên bấy nhiêu nha. Còn hàng đắt tiền, còn hàng đắt tiền thì còn nhiều. Rồi, bộ thiết kế bé gái nè. Size này 8-14 kg nè. 39 ngàn, lên em caro nha. Mã này hôm qua vừa bán 49 ngàn xong. Caro. Dễ thương quá. Caro nè, thiết kế nè. Ở phía sau có boy luôn. Size 8-14 kg vừa. Caro 39 ngàn. Caro kèm ký 39 ngàn nè. Mã caro nha mấy chị nha, lấy caro lên caro. 8-13 kg, 14 kg. 8-14 kg vừa. 39 ngàn. Caro kèm size giùm em luôn 39. Lấy caro lên caro. 39k. Caro cho Trang Ngô. Trang Ngô. Bé Min. Đi đâu? Caro 39 ngàn nha. Mẫu này không có 16 kg chị. Mẫu này không có 16 kg nha. Caro 39 nè. Này có còn một size đại nè. Này là 16-28 kg vừa. Bộ bao rip còn luôn. Còn ít mẫu, còn 1-2 mẫu gì. 16-28, 16-26 kg đi, 49 ngàn. Lấy dâu lên em dâu nè. Dâu 49 ngàn nha. Size đại không bao giờ có dấu giá 49 ngàn luôn á. Hàng này là hàng Quảng Châu luôn. Cái quần ống bí này bo phía dưới này nè. Size này là 16 kg cho đến là 26 kg. Caro 15 kg không vừa rồi. Caro đến 14 kg thôi. Rồi dâu nè. Dâu này 15-16-26 kg. 49 ngàn. Mặt này lên là tiểu thơ kinh khủng luôn á. Này là tiểu thơ đây mấy chị. Tiểu thơ mà phơm to bồng ra như vậy nè. Còn màu đi nha. Caro, caro à, dâu. Dâu 49. Lấy dâu lên dâu 49 nè. Dâu kèm size này 49 nè. À đây, hãy chị hai bộ xả đó đi. Này 8, này cũng còn nhỏ thôi. Màu cam. Có cam với hồng nha. Đây, 8 cho đến là 14 kg. 39 ngàn nè, 8-14-15 kg. Size đến size số 5. Giờ lấy cam lên cam nè, 39 ngàn. Bộ thiết kế siêu cân luôn. Hàng này đảm bảo mấy chị là mua rẻ lẻ bằng sỉ luôn á. Size 8 cho đến là 15 kg vừa nha. 8-14-15 kg. Điện thoại thấy gì vậy? Điện thoại em video có không? Hỏi bộ. Ờ lên bé trai luôn, ok lên bé trai. Rồi cam mấy chị, cam 39 ngàn nè. Size 8-15 kg vừa. Chị nào lấy cam lên cam. Trời bộ này đẹp kinh khủng mấy chị. Hàng thiết kế này là đầu về là phải giá 49 ngàn, không bao giờ có giá 39 ngàn đâu. Rồi cam 39 nha. Size 8-15 kg nè. Cam cho Hồng Linh nè. 39 ngàn. Rồi hồng luôn. Giờ lấy hồng lên hồng. Lên váy hả? Rồi nãy lên váy không ai chọn hết á. Rồi, hồng nè. Dâu không có 23, à dâu 23.
cho 23 cho Vân Huỳnh. Châu cho Vân Huỳnh 49.000. Size 23 kg, hai mấy kg là hiếm lắm luôn đó rồi. Hồng. Hồng nha, hồng 39.000. 8 cho đến là 15 kg vừa. Lên mã hồng kèm size giùm em luôn. Hồng 39. Hồng 39k. Có cam và hồng nha. 8 đến 15 kg. Cam hồng 39.000. Bộ này còn size từ hồng 12 cho Hằng Nguyễn. Mấy mẫu này dễ thương lắm. Hồng cho Hằng Nguyễn nè. Hồng 15 cho Ellie Trần. Ellie Trần 39.000. Rồi bi. Bi này còn 16 đến 20 với lại là 16, 20 với lại là 9 đến 11 nha. Bi 49.000 đây, hàng đây là theo hết luôn. Hàng theo hết luôn. 9 đến 11 với lại là 16, 20. Lên giùm em là bi kèm size nè. Bi kèm theo số ký luôn, quần có túi. 9 đến 11 và 16, 20. Hàng của Minh Kỳ xịn luôn. Cho nên lấy bi lên bi nha. Bi 49 nè. BB 49k. Còn hai bộ nữa là hết. Con trai còn hàng Quảng Châu chị nha, hàng thường chắc là hết rồi đó. Còn Quảng Châu thôi. Bộ dài này còn màu hồng nè. Dài hàng 39.000 còn hồng nè. 8 cho đến là 15 kg, 8 đến 15 kg vừa. Đây hồng nha, hồng 39.000. Hồng 39.000 kèm ký luôn. Bộ dài nè. Dạ nhà em thì chất khỏi chơi rồi, hàng 39.000 mà gọi là siêu đỉnh. Hồng 39.000. Size 8 cho đến là 15 kg vừa nè. Lấy hồng lên hồng nè. Hồng 39. Hồng kèm ký là 39.000. Bé gái bộ dài mấy chị. 39.000 hồng giùm em. Lấy hồng lên hồng 39 nha. Size 8 đến 15 kg vừa. Hồng kèm size 39k nè. Rồi bộ dài bé gái hàng này không lấy nữa hả? Hàng này rất là đẹp luôn á. Còn sót lại chứ mà nếu như mà hồi tối mà like là không còn nữa mấy chị. Hồng 39 nè. Size 8 đến 15 kg. Có bo tay nè, bo chân nè. Rồi vải là co giãn dễ mặc luôn, mà co giãn mà lại co giãn xịn nữa chứ không phải là co giãn mà bị nhão nha. Size 8 đến 15 kg vừa. Hồng kèm ký giùm em nè, 39.000. Hồng 39 nha. Rồi hơn không lên bộ dài nữa. Hồng 39. Con trai Quảng Châu size 16 đến 22 kg. 16 đến 22 kg nè. Hàng Quảng Châu nè. 49. Chị lấy đỏ lên đỏ 49k. Đỏ kèm theo số ký luôn 49.000. Xuất sắc luôn á. Vải mướt mát vô cùng. 16 đến 22 kg. Đỏ nha, đỏ 49.000. Đỏ kèm ký 49. Nữ. Đi đâu đây? Ăn gì miệng nhở? Thôi, mẹ lên hàng. Em lên hàng xả cho mấy chị nè. Đây này còn size 2 với size 3 nè. 8 đến 10 kg. 8 đến 10 kg nha, bộ đuổi. Bộ đuổi này 8 đến 10 kg vừa 29.000 luôn. Lên giùm em là mã xanh, mã rêu đi, mã rêu nè. Rêu 29.000. Còn size số 2 với số 3. Lấy rêu lên rêu. Rêu 29 nha, hàng đuổi bình thường là 39.000 hết, bên đây sale với chị 29.000 luôn nè. Rêu 29 nè. Rồi nâu. Nâu này còn 8 đến 10 kg. Nâu này còn 8 đến 10 luôn. Bé trai size nhí nè. Chị nào lấy nâu lên nâu 29.000. Nâu kèm xe luôn 29.000 nè. Đuổi là không nhăn, không nhão, không xù, không phai màu nha.
đuổi là đuổi xịn luôn á. Rồi 8 cho đến là 18 kg, 8 đến 18 kg nè. Cá sấu luôn, nông có 13 kg qua cá sấu đi. 8 đến 18 kg vừa nè, cá sấu 29.000. Cá sấu kèm theo số ký giùm em là 29.000 nha. Size 8 đến 18 kg vừa. Cá sấu 29. Hàng đuổi 29.000 mấy chị. Cá sấu 29k nè. Đây. Biển. Biển này 8 đến 10 luôn, biển này 8 đến 10 nè. 29.000. Chị nào lấy biển lên biển nè. Biển 29.000 kèm ký nè. Chị nào muốn lên gì nữa không? Muốn lên gì nữa mấy chị? Không mấy em nghỉ nha. Tóm lại tiếp. Còn muốn lựa cái gì nữa không? Biển 29 nè. Bộ dây hàng Quảng Châu nè. Dây này là hàng Quảng Châu xịn luôn. Size 8 đến 17 kg vừa nha. 8 đến 17 kg vừa nè. Dây này là hàng có tông nha. Dây này hàng có tông tàu luôn. Hàng chuẩn xịn sò luôn. Hàng có tông tàu nè. Size 8 đến 17 kg. Thay cho con mày làm gì vậy? Cảm ơn nha. 35.000. Đầu dài chắc mỏng mỏng hả? Có hàng Minky mà chưa về. Lên bé trai tay dài rồi. Ok, lên bé trai tay dài. Dây nè 35.000. Bình thường mấy chị thấy bộ dây mà người ta hay bán trong shop mà giá 100 mấy 200 ngàn là những bộ này nè. Đó, hay mình hay nói là mình hay nói là mấy bộ dài mà mấy bộ dây mà sao mà bán mắc vậy á, là chất nó như vậy mấy chị nha. 35.000 nè, 8 đến 17 kg vừa. Chị nào lấy dây lên dây. Dây kèm size nè. Dây cho Kim Nguyên nè. Dây cho Kim Nguyên nè. 35 nè. Hồng Thấm 35. Lợi Phạm 35. Chị nhận hàng bộ dây này đi. Chất nó đẹp kinh khủng luôn. Khủng long là mã nào? Khủng long là mã nào vậy? Mà Môn Nguyễn. Dây 12 cho Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn. Màu gì vậy Môn Nguyễn? Bộ màu gì? Bộ đuổi màu gì? Kim Nguyên, Hồng Thấm. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Ok, Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn. Rồi dây còn 8 cho đến là 11 kg thôi nha. Dây còn 8 đến 11 kg nè. Chị nào lấy dây lên dây. 35.000. Chất siêu xịn luôn á. Hằng Nguyễn nè. Lợi Phạm. Lợi Phạm số 7. Bọn em bữa bán 39.000. Nay xem chị 32.000. 32.000 nha, size 8 đến 16 kg vừa. 32.000. Bộ đắt màu xanh bơ. À bộ đó hàng Quảng Châu, chị hàng đắt tiền. Bộ đó hàng mất tiền. Rồi nên em là mã chó đi, mã chó nha, size 8 đến 17 kg 32.000. Chó 32.000 nè, dễ thương quá. 8 đến 17 kg vừa. 39.000 đó, bán không dám bán 29.000, 29.000 là gọi như là không còn gì ăn nên ráng thêm 2.000, 3.000 đó mấy chị. Rồi lên em là mã chó nha, mã chó nè. Chó 32.000. 8 đến 17 kg. 8 đến 16 17 kg vừa. Nguyễn Thư nè, 32.000. Bộ nào có tay không? À, có tay mấy cái hàng này hả? Hàng đuổi hả? Hay là hàng Quảng Châu? Hàng đuổi hay Quảng Châu vậy bé? Chó kèm size mấy chị. Chó 32.000. Size 8 đến 17 kg vừa. Chó 32 nè. Đây nè, lên bộ dài. Chó
chó sáo cho Nguyễn Lan Anh. Nguyễn Lan Anh 32.000. Yến Côi 32.000. Bộ đát đây, đát bơ đây. Nào cũng được. À ok. À, size này 8kg cho đến là... Có sao đâu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Size này 8 đến 17kg vừa nha. Bộ bơ nè. Hàng Quảng Châu mấy chị. Hàng này đắt quá không dám sale đó. Không like đó. Sale mấy chị luôn. 39.000 đi. Chị này lấy bơ lên bơ nè. Bơ 39.000 nha. Bộ dây bình thường không đã 35.000 rồi. Mã này là thiết kế xịn đẹp như vậy nữa. 39.000. Màu bơ dùm em, size 8 đến 17kg. 8 đến 16kg thôi. 8 đến 16kg nha. Bơ kèm size nè. Bơ nè, em ghi đi lát nữa rồi sẵn ra cho chị. Bảo Hân Nguyễn 13kg, 39.000. Bộ dài em còn hàng 59.000 thôi. Hàng 39.000 em hết rồi. Còn hàng 59.000 nha. Size này 8kg cho đến 22kg vừa. 8 đến 22kg. Trai gái đều bận được, mỗi dài hết luôn, 59.000. Bộ dài 59.000 nè. Ghi bơ 15 cho Vân Lê cho chị. Vân Lê 15kg. 8 đến 20kg vừa. Lên giùm em là mã lá. Lá 59.000. Hả? Ờ. Có này có lên cho ngồi rồi. Lá nè. Rồi biển này còn một bộ. Bộ dài còn lẻ sai em lên, chị nào có sai thì hốt nha. 8 đến 10kg nè. 8 đến 10kg nè. Biển luôn, chị lấy biển lên biển. Bơ số 3 cho Út Ngô Thị. Biển 59.000. Ghi biển, bơ số 3 cho Út Ngô Thị luôn. Biển 59 nè. Rồi cam. Cam này còn size 8 đến 10 với lại là 15-17. Cam còn 8 đến 10, 15-17 nha. 59.000. Lấy cam lên cam nè. 8 đến 10 15-17. Mã cam kèm size luôn. Cam 59.000. Còn cam 3 với cam 6. Còn cam 3 và cam 6 nha. 59. Lấy cam lên cam 59 nè. Bộ dài hàng rẻ hết rồi mấy chị. Còn hàng đắt tiền thôi ha. Đỏ còn đỏ 4 và đỏ 5. Cam 15 nha Nguyễn Lan Anh. Nguyễn Lan Anh 59.000. Đỏ 4 với lại đỏ 5 nha. Đỏ 4 và đỏ 5 nha. 11 cho đến là 16. 11 đến 15 kg vừa. 11 đến 15 kg. Đó rồi. Nghe đi. Đỏ này 11 đến 15. Rồi lấy đỏ lên đỏ. 59.000. Biển này còn một bộ 18-20 nữa. Màu biển mới này. Còn bộ 18-20. Ai vậy? Hả? 8-22kg nè, màu đỏ. Đỏ này 8-24kg luôn. 59.000 nha. 8-24kg vừa nè. Chị nào có size bự 24kg hốt mẫu này. Mã 8-24kg nha, đỏ. Đỏ 59.000. Mấy mẫu này trai gái đều bận được. Mùa này buổi tối mấy chị mặc đồ dài cho con ngủ nha. Với lại là lấy cho chị bộ caro 14. Caro 14 em hết rồi. 14 em hết rồi. Nãy em chốt cho chị gì rồi. Còn rất là nhiều mẫu luôn. Tối nay em cũng có like nữa nên là mấy chị xem thêm nha. Đỏ cho Đặng Thanh. Đặng Thanh nè, 59.000. Còn bộ bé gái nè, 8-10kg nha, 49.000 luôn. Hàng Quảng Châu. Lên em là mã chuột luôn. Chị nào lấy chuột lên chuột nè. Chuột 8-10kg vừa, 49.000. Và bộ này bộ bé trai thiết kế. Thiết kế bé trai nè. Con này size
8 đến 10 kg nè, 49.000. Lên em mã 80 nha, mã 80. Size 80. Quần có túi luôn. Quần này là kiểu như quần bỉm vậy đó. Size này 8 đến 10 kg vừa nè. Mã 80 nè. 49.000. Chị Yến coi 49.000. Rồi màu xanh. Xanh này là 18 17, 19 nha. Xanh này là 17, 19 nha. Với lại là 8 đến 10 luôn. Rồi lấy xanh lên xanh. Xanh kèm theo số ký nè, 17 đến 19 ký. Với lại là 10, với lại là 8 đến 10 ký. 49.000. Mã xanh kèm theo size luôn, 49.000. Xanh xanh 49. Xanh còn 2 bộ nha. 49.000. Và bộ đuổi. Bộ đuổi này là size có size từ 8 kg. Size 8 kg cho đến là 16 kg, 15 kg vừa. Size 8 15 kg nè, bộ đuổi nè. 29.000. Lấy màu rêu lên màu rêu giùm em. Rêu 29.000 kèm size nha. Mã rêu 29. Size 8 đến 16 kg vừa nè. 29.000 bộ đuổi mấy chị. Hàng đuổi này là mặc siêu thích luôn á. Mặc gọi là mát cực kỳ, đồ tay dài cho bé gái hả? Có mấy mẫu chuột, mẫu Mickey rồi này kia thì là con gái mặc được thôi. Đuổi đuổi mấy chị. Hàng ngọc bích nè. 29.000, 29.000. Đuổi 29 nha. Nguyễn Thư. 29.000. Rêu gì nào nó rêu lên rêu 29 luôn. Rêu kèm size 29.000. Giờ em lựa xong về không biết bọn nào em mua rồi. Đuổi nhà cô tiên ra quá trời. Đồ có tay cho bé rất là nhiều luôn. Rồi bộ ngố hàng Quảng Châu nè. Ngố Quảng Châu xả với chị luôn. 39.000 luôn. Size này 8kg cho đến là 22kg. Rêu cho Muôn Nguyễn. Môn Nguyễn nè. Xuân Bách nè. 29.000. Xuân Bách 29.000. Size này là 8kg cho đến là 20. Để size số 9 luôn. 8 cho đến là 24kg nè. 39.000 nha. Chị nào lấy đỏ lên đỏ. Bộ ngố bé gái. Ừ, đuổi đó nhiều lắm nên là sale cho hết. Đuổi đuổi lấy nhiều quá rồi. 39.000 nha. Bộ ngố bé gái nè, hàng Quảng Châu mấy chị. Size 8kg cho đến là 24kg vừa rồi. Đó, thời trang chưa. Lấy ngố, lấy đỏ lên đỏ. Đỏ kèm ký 39.000. Đỏ 39.000 nha. Quần ngố rách nè. Rồi vạt phía trước thì ngắn, vạt phía sau thì nó dài như vậy nha. Vạt trước ngắn, vạt sau dài. Còn ở phía sau là có rách luôn. Chị lấy đỏ lên em, đỏ kèm theo số ký mấy chị. Đây. Đỏ kèm ký 39.000. Bộ ngố bé gái. Đỏ 5 cho Yên Phan 39.000. Bộ này là hàng của Su Kit luôn, size 8 đến 20 kg vừa nha. Size 8 đến 20 nè.
Bộ đỏ đó size 8 đến 24 kg vừa. Bộ đỏ đó size 8 đến 24 kg vừa. Rồi lên em là màu sọc này 39.000 luôn. Hàng này hàng của Sukit á, chuyên dòng xốp luôn mấy chị. Sukit nè, Fendi 1 cam nha, 1 cam sữa, size 8 đến 20 kg. Giờ lấy sọc lên sọc 39.000. Sọc 39.000 kèm size dùm em. Trời ơi, chất cực kỳ đã luôn. 39.000 một bộ đồ hàng xốp nè, size 8 đến 20 kg nha. 8-20, hàng của Sukit. Chị nào tính đồ hàng xốp thì biết. Sọc 39.000. Sọc 39 nè. Lại chơi em. Trời ơi, sắp nghỉ rồi. Trời, bé gái quá đẹp luôn. Em chuẩn bị nghỉ rồi, tối nay 8 giờ nữa mấy chị nha. Tối 8 giờ vô săn hàng nữa nha. Còn mấy cục hàng em chưa khui ra nữa nè. 8 cho đến là 18 kg nè. 8 đến 18 kg nha, 49.000 bộ này. Hàng thiết kế 49.000. Lên dùm em vàng luôn. Vàng 49 nè. Size 8 đến 18 kg vừa. Hàng của TH nè. Chị nào lấy vàng lên vàng nha. Vàng kèm ký dùm em 49.000. Đó, kinh khủng chưa. Thiết kế nha. Đây là theo hết luôn nè, hàng của TH. Vải siêu đẹp. Lên dùm em vàng. Váy hả? Vàng kèm size nè 49. Rồi váy. Váy đỏ này 10 đến 20 kg. Tiểu thơ đỏ nè, 10 đến 20 kg vừa nha, váy tiểu thơ nè, 49.000. Chị lấy caro lên caro 49.000 nè. Có sạc ở đây có nút cài ở phía trước luôn nha, có nút cài trước nè. 8 đến 20 kg vừa. 49. Chất này là chất xốp mấy chị, chất xốp như vậy nha, phồng phồng lên, mặc lên rất là cưng. Rồi lên em làm mã caro. Caro kèm tí luôn 49.000. Caro kèm theo số ký 49. Size 10 đến 20 kg vừa. 49.000. Rồi váy này. Size này là 8 kg cho đến là 20 kg này. 8 đến 20 kg chỗ kèm theo cái túi luôn. Kèm theo một cái túi nha. 8 đến 20 kg vừa nè, váy dâu nè, 79.000. Giờ lấy dâu lên em dâu. 8 cho đến là 17 kg là 8 đến 18 kg. 8 đến 18 kg vừa nha, váy dâu nè mấy chị. 79.000. Cái túi này không là cũng phải mua là 5-70.000 một cái rồi. Đó, rồi thành ra cái váy này là mình mua có 2-30.000 thôi. 79.000 dâu nè. Giờ lấy dâu lên dâu nha. Size 8 kg cho đến là 18 kg. 8 đến 18 kg nè. Dâu kèm size luôn. Váy nhà em là siêu nhiều. Lên mã dâu 79.000. Dâu 79. Váy mà cũng đâu có ai chọn đâu mà lên mấy chị. Hoa này, hoa này size 8 đến 16 kg nè. Giờ lấy hoa lên hoa nha. 49.000. Hoa 49.000. Size 8 đến 16 kg vừa. Mã hoa kèm size này lên váy lắm nữa không ai chọn nữa thì em nghỉ like nha. Mấy chị cứ kêu lên váy mà lên đâu có ai chọn đâu. Rồi hoa giùm em luôn, hoa size 8 đến 16 kg vừa. Tay cánh tiên nha, 49.000. Mã hoa 49 nè. Lấy hoa lên hoa 49k. Hoa kèm size 49. Hoa cho Ellie Trần nè. À, bà Ellie Trần bà không có kêu gì hết á, nhưng mà lên cái là bà chọn luôn rồi. Ellie Trần 49.000.
hoa 49, chừng nào lấy hoa nữa lên hoa nha. Nghĩ đi chị, bớt ngược. Ờ, đúng rồi đó. Để tối nay like, chứ giờ vui mẫu ra mỗi người chọn có một cái à. Thôi tối like nha mấy chị nha. Tối like đi. À, tối 8 giờ nha, tối nay khui hàng mới live tiếp. Bye bye mấy chị.